nói về âm trạch thì liên quan tới giếng luôn các vị, liên quan tới giếng. Nếu mà nói về giếng thì nó thuộc về dương trạch thì ai cũng biết, nhưng mà thực ra là nó là dưới lòng đất, cho nên á mình gọi nó cũng là âm trạch luôn. Những vị thầy mà phong thủy nhà ở thì nếu mà không học qua phong thủy âm trạch á thì không thể nào biết được cái phương hướng của giếng á, cho nên là hay bị đặt giếng sai. À, khi mà đặt giếng sai phong thủy thì không thể nào mà ngôi nhà được phát phúc được. Giếng là nơi mà tụ tụ nước, tức là tụ nước là nước nó ngưng lại thì nó hợp với là cái cung mộ và cung thay. Cung mộ và cung thay là nơi mà trữ nước, tức là nơi mà để chúng ta đào giếng, đó là rất là thích hợp. Rồi đến bài hôm nay thì chúng ta sẽ học về giếng luôn để cho các quý vị dễ thông hiểu. Nếu mà nói về giếng thì chúng ta cần phải có một cái la kinh, mà trong la kinh nó phải có 72 thấu địa long, 72 thấu địa long, và nó có ngũ hành của 72 thấu địa long luôn, để chúng ta khỏi 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 tính toán cho nó mất cái thời gian là nó có ngũ hành trên đây luôn, thì chúng ta sẽ tính nó dễ hơn. Rồi ví dụ như tọa nhà của chúng ta là Bính Tý, Bính Tý thì các vị biết là ngũ hành nạp âm của Bính Tý là đang mình đang tính cái tọa nha, cái tọa nhà chứ không phải cái hướng nhà nha. Có nhiều sách á, các vị nên nhớ nè, có nhiều sách muốn giấu người, tức là các vị thầy xưa người ta muốn giấu người, cho nên người ta ghi ghi chữ hướng là chữ tọa, mà ghi chữ tọa là chữ hướng đó, thành ra là ghi ghi như thế là để chi, là để khi mà ghi vào vở đó, cái là các ông thầy đó, là khi mình học á mình ghi vào vở thì chỉ có một mình biết thôi, tức là hướng thì ghi là tọa, tọa thì ghi là hướng, ngược lại đó là chỉ có một mình biết cái quyển đó nó như thế nào thôi. Rồi là tính là giấu người, tức là sợ là ăn trộm, ngày xưa sợ là người ta vào người ta ăn cắp sách đó, hoặc là ăn cắp vở, ăn cắp tài liệu đó, cho nên á là các ông thầy phong thủy ngày xưa á, là tọa với hướng á, là ông hay ghi ngược để giấu người. Và sau này là khi mà ổng chưa kịp truyền người, ổng mất đi, thì các đệ tử giờ sau lưu lại vở, lưu lại sách, và đánh máy quay ra thành sách, thành vở, để bán, để lưu truyền lại. Nhưng mà là người ta đã cố giấu người, cho nên người ta đã viết sai cái chữ tọa và sai cái chữ hướng, cho nên sau này, đời sau này á, là tọa và hướng nó bị lộn tùm lum hết các quý vị. Đó là do cái lý do đó, cho nên tọa và hướng á, hiện tại á, các anh chị hay bị lộn và hay bị ngược đó. Cho nên các quý vị thời nay muốn học cho thật kỹ là cần phải có thầy dạy, cần phải tham gia khóa học đó, hoặc là có một cái môn phái nào đó để chúng ta học thì nó mới chuẩn hơn. Còn nếu mà chúng ta mà học trên mạng, học miễn phí, là đa phần người ta dựa vào sách để người ta chia sẻ lên cho các quý vị thôi, mà một khi mà chia sẻ bằng sách thì chưa chắc thì nó đúng. Sách thì không phải là ông thầy ông đánh máy ra, một ông thầy giỏi thì khách hàng rất là nhiều, thời gian đâu mà ngồi mà đánh máy đó. Rồi những người đời sau á, chờ ông thầy ông mất, ông để lại sách á, thì lấy những cái quyển sách đó bắt đầu gom lại những cái tài liệu và đánh máy ra, thì thành ra là nó sẽ sai bét bằng bạc, sai hoàn toàn đó. À, nó bị ngược tùm lum tà la hết đó, cho nên đó, là thời nay mà học sách là coi như tiêu đó. Giờ chúng ta sẽ đi lại ví dụ nhà tọa Bính Tý. Bính Tý này nó thuộc thủy thì trường sanh tại tại Thân đó, tại Thân đó, vượng tại Tý đó, mộ mộ tại Thìn, tiệc tại Tỵ, thai tại tại Ngọ đó. Thì chữ tiệc này mình bỏ đi đó, nếu mà nói về giếng là không dùng chữ tiệc mà chỉ dùng chữ mộ và chữ chữ thai đó, là để làm giếng. Thì cái đó là cái nó nằm trong cái khó học đó, khó học phong thủy âm trạch của kênh Nữ Tài. Các anh chị nào muốn tham gia thì hãy liên hệ Zalo đó, tôi để số Zalo dưới đây để các quý vị liên hệ. Nhưng mà nói về dương trạch, không những chúng ta đo về về cái giếng, mà cái khi mà nhà của chúng ta ở ngoài trước á, ở ngoài trước khi mà trời mưa xuống đó đó, khi mà trời mưa xuống là nước đi hay nước đến đó. Nếu nếu nước đi mà nằm ngay tại mộ tiệc thai thì là tốt đó. Nó đi về cái hướng nào chúng ta đo
thì tốt đó, là chúng ta đo mà nó vô trong mộ tiệt thai thì tốt, mà nếu mà nhà chúng ta thấp nước mưa nó đến thì chúng ta phải đo cái nước nước nó đến từ đâu là chúng ta đo đo rồi, nhưng mà nó phải nằm trong cái ba cung đó là Trường Sanh, Lâm Quan và Đới Vượng. Và có nhiều nhà trên cao lại phát là nhờ nước, nhưng có nhiều nhà cũng trên cao nhưng lại không phát mà lại mạt, thì đó là do thủy nó đi không đúng hướng, tức là cũng trên cao, khi mà nước mưa khi mà mưa xuống rồi nước nó chảy á, mà nó chảy đi mà nó đi về cái cung Trường Sanh, tức là nó hoặc là cái cung cung là Đới Vượng, tức là nó mang nước đi mà nó mang Trường Sanh đi, nó mang Đới Vượng đi đó, nó mang những cái tốt đi thì cái nhà nó mạt luôn đó. Còn những cái nhà mà ở trên cao mà lại lại phát là những cái ngôi nhà là nó có nước nó đi đúng hướng, nó đi về mộ tiệt thai đó là đúng hướng là tốt. Rồi cũng có những ngôi nhà ở dưới thấp, có những ngôi nhà thì lại cực kỳ tốt mà có những ngôi nhà thì lại cực kỳ xấu, là tại sao? Là tại vì nước đến mà nó đến đúng hướng đó. Nó đến nhà mình mà nó đến đúng hướng, tức là nó đến ngay tại cung Trường Sanh, cung Lâm Quan, cung Đới Vượng, tức là nó đem Trường Sanh đến nhà mình, nó đem quan tước quan lộc đến nhà mình, nó mang tài vận xuất khẻ đến nhà mình đó thì là tốt. Lỡ mà nước nó cũng chảy về nhà mình nhưng mà cái cung mà nó chảy tới á, lại là vô là chữ bệnh, chữ tiệt đó. Bệnh là coi như nhà là bệnh hoài luôn, còn tiệt tức là không có tiền luôn, mạt luôn đó, bệnh tiệt rồi nó vô vào chữ tử, rồi vô vào những cái chữ cực kỳ xấu hoặc là chữ si đó, thì coi như là nó mang những cái chữ đó, nó mang những cái xui xẻo đó, nó mang những cái trường khí xấu đó vào nhà chúng ta đó, thì đó là thủy lai thủy khứ, tức là thủy đi và thủy đến. Cái này các vị muốn học về cái này thì các quý vị phải tham gia học phong thủy, chứ tôi không có dạy miễn phí được các quý vị đó, tại vì cái này là cái gọi là mặt giáo rồi, tức là nằm trong môn phái thôi, nằm trong môn phái chứ không có dạy đại trà được. Rồi còn một vấn đề nữa là chúng ta nạp thủy vào, đưa thủy vào nhà, tức là chúng ta bắt đường ống đưa nước vào nhà để chúng ta sử dụng đó, thì cũng phải theo cái quy luật này. Và khi chúng ta thả thủy ra, tức là cái đường ống chúng ta thả thủy ra là tính phải tính đào hố đào hầm hay cái chỗ nào mới tốt đó, rồi tức là cái nơi mà để chúng ta thả thủy đó đó, là gọi là thủy khứ đó, chúng ta đẩy thủy đi đó là nơi nào mới là tốt đó, thì đẩy về hướng nào mới là tốt đó các quý vị. Đó là những cái yếu tố mình nghe thì nó rất đơn giản, những cái phần này thì rất là quan trọng, rất là hệ trọng cho một căn nhà. Nhưng trong phong thủy dương trạch, tức là phong thủy nhà ở, thì ít ai nhắc đến cái điều này, hoặc là chỉ nhắc sơ sơ qua thôi, không đi sâu vào cái vấn đề này. Nhưng trong khóa học phong thủy âm trạch thì lại nhắc đến cái vấn đề này rất là kỹ đó, cho nên các quý vị cần lưu ý nên tham gia khóa học phong thủy âm trạch để các quý vị có thể nắm rõ hơn về ngôi nhà của mình hoặc là mộ phần tổ tiên của mình tốt hay là xấu. Thì các quý vị cứ liên hệ Zalo cho Hạnh Nhật Tấn để Hạnh Nhật Tấn tư vấn cho các quý vị đó. Năm nay là năm Mão, thì ngay tại nhà hướng Mão bị Thái tới, và nhà hướng Dậu là bị xung Thái tới. Có nhiều vị nghĩ rằng là hướng Mão là hướng đông đó. Mão là đông, là hướng đông, mà hướng đông gồm có là Giáp, Mão, đó. Hướng đông gồm có Giáp, Mão, Ất. Còn hướng Dậu là hướng tây, gồm là Canh, Dậu, Tân. Đó. Khi mà các vị thấy năm 2023 là năm Mão thì các quý vị cho rằng là cái hướng đông này nè, hướng đông là nghiêng cả một cái hướng đông này Giáp, Mão, Ất luôn, là đều bị phạm thái tới hết, là sai lầm. Hoặc là ngay tại cái hướng tây này nè, đều là bị phun, đều là bị xung thái tới hết, cũng là một sai lầm đó. Hoặc hoặc có một cái sai lầm nữa, đó là các quý vị cứ nghĩ là
năm Mão thì đương nhiên chỉ có hướng Mão mới bị thái tới mà thôi, còn mà hướng Giáp và hướng Ất thì không bị. Rồi hướng Dậu mới bị xung thái tới, còn hướng Canh và hướng Tân thì không bị, cũng là một sai lầm. Các vị phải tính theo song sơn như thế này: năm nay là năm Mão thì thái tới chỉ có Giáp và Mão, Giáp và Mão là thái tới. Còn nhà Ất, nhà hướng Ất không bị thái tới, nhà hướng Ất không bị thái tới các vị. Thì các vị để ý trong ba cái dạng nhà này thì chỉ có cái nhà hướng hướng Ất là nó không bị gì cả, vậy mà nhà hướng Ất nó lại phát hơn hai nhà này, mà điều ba nhà đều treo thái tới nhưng lại nhà hướng Ất nó lại tốt hơn. Sở dĩ nó không có bị phạm, dù nó có treo thái tới hay không treo thái tới thì nó vẫn là không phạm đó. Rồi bắt đầu qua nhà hướng Tây, Tây thì chỉ có cái hướng Canh Dậu, Canh Dậu hả là bị xung thái tới, còn hướng Tân là không bị xung thái tới đó. Các quý vị lưu ý ba cái dạng nhà này trong năm 2023, nhà hướng Tân không bị gì cả, nhưng mà cái nhà mà hướng Canh và hướng Dậu á là bị đủ thứ xui xẻo, bị đủ thứ chuyện đó. Vậy là những nhà hướng Ất, hướng Ất vào năm Thìn, vào năm Thìn đó, vào năm Thìn thì mới bị thái tới. Vào năm Thìn thì là Ất với Thìn, những nhà mà lọt vào hai cái cung mà cung Ất với cung Thìn thì vào năm Thìn thì bị thái tới. Và cái gì xung Thìn đó là Túc, vậy là nhà hướng Túc, mà Túc thì Tăng Túc đó. Thì nhà hướng Tăng và nhà hướng Túc đó, trong năm Thìn là năm 2000 là năm 2024 đó các vị đó, trong năm Thìn là bị xung thái thái tới đó. Mà các quý vị cứ tưởng là hướng Tăng là hướng Tây đó, các quý vị cứ nghĩ là hướng Tăng là hướng Tây là nó bị xung thái tới hồi cái năm 2023 rồi, nhưng thực chất không phải, nó qua tới năm 2024 nó mới bị xung thái tới. Những điều này á là rất là bí mật mà các thầy phong thủy năng cao không bao giờ chỉ lại, và các vị cần lưu ý những cái điểm này, các quý vị cần phải ghi giấy lại đó, là những cái nhà xấu và những cái ngôi mộ mà cái hướng hướng tọ đó là nó xấu. Tọ nha, tính tọ, mộ là tính tọ. Hạng Nhật Tấn xin tạm dừng video, hẹn tất cả các vị ở những video sau. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các vị và tất cả các anh chị ạ. Chào.